công nghệ để anh thông báo tổ chức cuộc thi máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Mục đích chính nghĩa mà lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam. Thông báo tổ chức cuộc thi viết thì những câu chuyện đặc sắc tiêu biểu và nhân viên triển khai dự án về đề tài máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị xúc động về kinh nghiệm của người dân địa phương và nghề nghiệp, với quyết tâm tìm tòi sáng tạo và khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính và internet mang lại, giúp họ vượt qua khó khăn cuộc sống để thay đổi cuộc đời chính mình, tạo nên sống tươi đẹp hơn. Những kinh nghiệm chia sẻ những động lực để người dân học tập và nhân rộng, thu hút thêm nhiều người sử dụng máy tính và internet, giúp họ cải thiện cuộc sống của vùng nông thôn, góp phần giúp đỡ giảm nghèo và cơ hội tìm kiếm việc làm và học nghề phù hợp với thay đổi cuộc sống tích cực hơn. Cuộc thi này truyền tải thông điệp mọi người dù bình đẳng trong việc quản lý cho cũng như các loại cách mà máy tính và internet góp phần giảm bớt bất bình đẳng về khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị trong việc tiếp cận và những sức từ thành quả do công nghệ thông tin và internet mang lại. Hai đối tượng dự thi, một mà đối tượng thuộc tầng lớp và đối tượng